Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Phong Thủy Gia Cát. Trong video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những cái ngày tốt trong cái tháng tư âm lịch năm 2023 năm Quý Mão để quý vị tiến hành các công việc như là khai trương, động thổ, xuất hành, nhập trạch, an táng vân vân. Thì tất cả mọi việc thì chúng ta đều có thể sử dụng được. Thì đó là những ngày tốt nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thì để lựa chọn ra ngày tốt để tiến hành mọi việc trong cái tháng tư âm lịch ấy, thì chúng ta sẽ dựa vào cái quyển sách ngày tốt tuần thư. Thì trong ngày tốt tuần thư sẽ chúng ta tìm đến phần đồng công trạch nhật để tìm ra những ngày tốt nhất trong tháng tư âm lịch để chúng ta tiến hành mọi việc cho được gì thuận lợi và may mắn. Thì các bạn cũng có thể là sử dụng cái quyển ngày tốt tuần thư để tìm ra cho mình những cái ngày tốt nhất trong tháng tư âm lịch cũng như là các tháng tiếp theo. Và để gì chủ động hơn trong cái việc tìm kiếm ra những ngày tốt để tự tiến hành công việc mà không bị phụ thuộc vào bất kỳ một ông thầy nào. Thưa quý vị, cái tháng tư âm lịch nó khởi từ ngày 19 tháng 5 đến cái ngày gì 17 tháng 6 năm 2023. Ngày mùng 1 tháng 4 đó là ngày đinh Sửu và tháng tư nó là tháng gì? Tháng đinh tị, nó là tháng đủ có 30 ngày. Thì đầu tiên bao giờ cũng vậy, để lựa chọn ra ngày tốt thì chúng ta cũng cần phải loại bỏ những ngày những ngày xấu cần tránh. Thì những ngày xấu cần tránh trong tháng tư âm lịch bao gồm những ngày sau. Đầu tiên chúng ta có ngày sát chủ. Ngày sát chủ trong tháng tư âm lịch thì nó sẽ là ngày Mão. Ngày Mão sẽ có 3 ngày là ngày Kỷ Mão là ngày mùng 3, ngày Tân Mão là ngày 15 và ngày Quý Mão là ngày 27 thì những ngày Mão này chúng ta không dùng. Thứ hai chúng ta cần loại bỏ là ngày Thụ Tử là những ngày Tỵ. Ngày Tỵ thì chúng ta có ngày mùng 5 là Tân Tỵ, 17 là Quý Tỵ và ngày 29 là ngày Ất Tỵ. Thì những ngày tỵ trong cái tháng tư thì chúng ta cũng sẽ không dùng tiếp theo chúng ta có ngày nguyệt phá là ngày hợi ngày hợi thì do tháng tư là tỵ hợi là tương xung vậy nên những ngày hợi là ngày nguyệt phá bao gồm có hai ngày 11 là ngày đinh hợi và ngày 23 là ngày kỷ hợi đó tiếp đến chúng ta sẽ loại bỏ những ngày con nước ngày con nước trong tháng tư âm lịch nó sẽ gồm có hai ngày ngày 11 và ngày 25 thì ngày 11 nó rơi vào ngày đinh hợi đúng không? và ngày 25 nó rơi vào ngày ngày tân sửu thì chúng ta cũng không dùng Tiếp theo ngày xấu tiếp theo chúng ta loại bỏ đó là ngày mùng 7 là ngày dương công kỵ. Thì ngày dương công kỵ kỵ những việc như là động thổ khai trương liên quan đến vấn đề là nhập trạch vân vân. Đấy thì chúng ta không dùng những ngày này. Vậy nên cứ bỏ đi cho chắc ăn. Ngày mùng 7 thì nó là ngày là ngày quý mùi. Đó. Tiếp theo chúng ta cần loại bỏ những ngày thiên địa chuyển sát. Thì ngày thiên địa chuyển sát nó tính theo mùa. Mùa xuân là ngày tân mão và ngày ất mão và cái tháng tư này nó thuộc mùa hạ, nó sẽ là ngày bính ngọ và ngày và ngày mậu ngọ. Đó. Thì những ngày bính ngọ và ngày mậu ngọ tao dùng ngày bính ngọ nó chính là ngày ngày 30 ngày Mộ ngọ trong tháng này thì không có đúng không ạ tiếp đến chúng ta loại bỏ đến ngày tam lương ngày tam lương có 6 ngày mùng 3 mùng 7 13 18 ngày 2 và ngày 27 thì ngày mùng 3 nó sẽ rơi vào cái ngày ngày gì kỷ mão nó trùng với ngày sát chủ cái ngày mùng 7 nó rơi vào ngày quý mùi nó trùng với ngày trùng với ngày, uh, ngày 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 dương công kỵ và cái ngày 13 ngày 13 thì nó chính là ngày kỷ xíu ngày 18 thì nó sẽ rơi vào ngày sắp ngọ Ngày 22 thì nó rơi vào ngày Mậu Tuất và cuối cùng là ngày 27, ngày 27 thì nó rơi vào ngày Quý, Quý Mão, nó là ngày sát chủ. Đó là 6 ngày tăng lương mà chúng ta cần tránh. Tiếp đến là chúng ta loại bỏ những ngày nguyệt kỵ, nguyệt kỵ trong tháng sẽ bao gồm có 3 ngày là mùng 5, 14 và ngày 23. Đấy. thì ngày mùng 5 nó sẽ rơi vào cái ngày Tân, Tân Tỵ. Chúng ta lại bỏ rồi nó trùng ngày tụ tử. Ngày 14 thì nó sẽ rơi vào cái ngày gì canh dần. Và ngày 23, ngày 23 thì nó trùng với lại ngày gì? Ngày kỷ, ngày kỷ hợi đó ngày nguyệt phá đó như vậy là chúng ta đã vừa loại ra những cái ngày xấu cần tránh trong cái tháng tư âm lịch để chúng ta tìm ra những ngày tốt thì bây giờ để tìm ra những ngày tốt thì chúng ta sẽ dựa vào cái tài liệu là ngày tốt tuần thư và chúng ta tìm ra ngày tốt bằng cái sử dụng đồng công tranh nhật đó thì chúng ta đã biết đồng công có nói đấy, cái tháng tư âm lịch nó gồm hai tiết lập hạ và tiểu mãn trước lập hạ một ngày là tứ tuyệt sau lập hạ thì tam sát tại đông các phương dần mão thìn kỵ tu tạo động thổ đó bây giờ chúng ta xét từng ngày đầu tiên chúng ta xét ngày tỵ thì ngày tị nó trực kiến, là ngày tị trực kiến, bị phạm vào tiểu hồng sa, bất lợi cho mọi việc an táng, xuất hành, giá thú, nhập trạch, khai trương. Nếu dùng ngày này thì sẽ bị lãnh thối, đấy, bị tật bệnh, ruộng nương thì chẳng thu hoạch được, đấy, chết ở xứ người, không đem về được. Tài sản phá tán vì đây là ngày thọ tử, tuyệt đối không nên dùng đúng không ạ? Thì đồng công cũng có nói đây là ngày thọ tử, không nên dùng, chúng ta cũng sẽ không dùng nhé. Tiếp theo ngày thứ hai chúng ta xét ngày ngọ. Ngày tị thì là trực gì? Trực kiến, đúng không ạ? Ngày ngọ thì sẽ là trực trừ. À, ngày ngọ trực trừ thì có huỳnh sa ngày canh ngọ ấy, thì có gì có nguyệt đức ngày giáp ngọ ngày nhâm ngọ ngày giáp ngọ ngày nhâm ngọ thì có huỳnh la tử đàn thiên hoàng địa hoàng các các tinh đồng chiếu nên dùng ngày này thì trong vòng 60 đến 120 ngày thì tăng điền địa tấn nhân khẩu à, sinh con quý tử tăng tài lộc là ngày đại cát đó như vậy là chúng ta có ngày gì ngày nhâm ngọ và ngày giáp ngọ thì là gì thì là ngày tốt nhưng mà ngày giáp ngọ ngày 18 lại phạm ngày gì phạm ngày tam lương vậy là chúng ta không dùng như vậy đầu tiên chúng ta chỉ có ngày mùng ngày mùng 6 là ngày nhâm ngọ. Là ngày tốt đầu tiên, ngày nhâm ngọ. Đó. Tiếp theo là cái ngày mậu ngọ thì phạm phải ngày thiên địa chuyển sát, ngày bính ngọ cũng vậy, bính ngọ ngày 30 và ngày mậu ngọ thì phạm thiên địa chuyển sát, nhưng trong tháng không ngày mậu ngọ. Đó. Tiếp theo chúng ta xét ngày mùi. Ngày mùi là trực trực mãn. Ngày mùi thì có thiên phú nhưng lại có thiên tặc. Ngày tân mùi thì có gì có nguyệt nhị đức ngày kỷ mùi thì có hỏa tinh để các ngày này để thứ cát tốt vừa nên dựng cột gác đoàn rông chôn cất đấy nhưng mà kỵ động thổ và hôn nhân trong việc tu tạo lịch nói ngày bạch hổ nhập trung cung nếu mà cha không cẩn thận thì sẽ gì không tốt nên là các bạn cũng không nên không nên dùng ngày ngày tân mùi đấy còn những ngày mùi khác thì cũng bất lợi thì các bạn cũng cũng nên bỏ qua tiếp theo là ngày thân ngày thân thì trực bình ngày thân thì bị phạm châu tước câu giáo không lợi về việc khởi tạo, xuất hành, an táng, hôn nhân. Vì nó chủ về quan tư, khẩu thiệt, trẻ nhỏ đàn bà bị tai nạn, ngày giáp thân, ngày canh thân thì lại có sát tầm nhập trung cung. Ngày giáp thân thì có sát tầm nhập trung cung này, không nên dùng này. Đó, sinh ra tai họa lên miên, Đó, sinh con thì xấu xí bị tai nước để bóng, thì cũng không tốt. Đó, như vậy là ngày ngày thân trong cái tháng uh, trong cái tháng tư cũng không tốt. Tiếp theo chúng ta xét ngày dậu, ngày giờ độ trực định. Thì ngày dậu ấy có cửu thổ quý, nhưng có thể làm các chuyện vật nhỏ được vì ngày dậu trong tháng tư là ngày thứ cát ngày dậu thì các bạn kiêng nhé các bạn kiêng những việc này kiêng động thổ an táng nhập trạch hôn nhân tu tạo Đấy. kiêng những việc đó ra còn dùng các việc khác thì được thứ cát như vậy là ngày dậu chúng ta sẽ có hai ngày mùng 9 là ngày ất dậu thì cũng được gì thứ cát và ngày 21 đinh dậu thì dùng cũng sẽ được gì được thứ cát thì các bạn có thể dùng được đó. tiếp theo đến ngày tuất ngày tuất thì là trực trực chấp ngày tuất thì phạm câu giảo ngày bính tuất ngày mùng 10 thì bị sát tập nhiều trung cung đúng không ạ chúng ta không nên dùng còn ngày mậu tuất ngày hai thì bị phạm vào ngày tam nương hơn nữa đồng công có nói là chỉ có ngày giáp tuất thì dùng việc nhỏ thì được còn đâu các việc khác thì không nên dùng vì nó là ngày đại hung vậy nên là ngày tuất chúng ta cũng sẽ không dùng được Đó. tiếp đến là ngày hợi ngày hợi thì là nó phạm trực phá hơn nữa nó lại cũng phạm vãng vong phạm trông tước câu giảo gặp nạn liên quan đến thư kiện đến tiểu nhân phá hoại mắc lời ăn tiếng nói, hao tổn về tiền của và bệnh tật. Ngày quý hợi thì lại phạm chính tứ phế như trong tháng này không có. Đấy, nói chung thì ngày hợi thì các bạn nên tránh thì hơn. Nên tránh nhá à, tiếp đến chúng ta xét đến ngày tí. Ngày tí là trực gì? Trực nguy. Ngày tí trực nguy, ngày canh tí ngày 24 thì có người đức. Ngày bính tí ngày mậu tí, ngày mậu tí ngày 12 thì gì? nên khởi tạo hôn nhân động thổ khai trương rời chỗ ở về nhà mới thì đều tốt đấy làm ngày này thì tân nhân khẩu thêm con cháu tăng ruộng vườn điền sản thì được vượng đấy làm lớn thì được lớn mà làm nhỏ thì được nhỏ đấy như vậy là thì chúng ta có hai ngày tốt tiếp theo là ngày 12 và ngày 24 ngày 12 thì nó là ngày mậu tý mậu tý rất là tốt và thứ hai là ngày 24 là ngày canh tý 24 là canh tý đây là hai ngày đại cát đó còn những ngày tý khác thì không nên dùng nhưng mà trong tháng này cũng chỉ có hai ngày này thôi còn những ngày khác thì thì không có Tiếp đến ta xét đến ngày Sửu. Ngày Sửu trong cái tháng tư âm lịch ấy, thì ngày Sửu thì được thiên hỉ thiên thành nhưng bị phạm câu châu tước câu giảo nếu dùng sẽ bị gì liên quan đến kiện tụng mắc lời ăn tiếng nói bị tiểu nhân vu khống hãm hại ngày đinh sửu thì bị sát tập nhật trung cung tức là ngày mùng 1 này bị sát tập nhật trung cung không nên dùng đó sinh ra tai họa liên miên nếu sinh con cái thì cũng xấu xí bệnh tật và bị gì bị tai nạn về, về nước lửa còn ngày 13 thì phạm ngày nguyệt kỵ ngày 25 thì phạm ngày và ngoài con nước thì các bạn cũng không nên dùng đó như vậy ngày xỉu chúng ta cũng không dùng được tiếp đến là ngày dần thì ngày dần thì cũng đồng nghĩa với ngày xỉu thì chúng ta cũng cũng sẽ không dùng được đó. tiếp đến là ngày mão ngày mão thì có thiên đức ngày tân mão thì có thiên đức ngày quý mão ngày kỷ mão thì có huỳnh la từ đàn thiên hoàng địa hoàng các các tinh đồng chiếu nên tốt về việc nhập trạch khai trương nhưng mà cái ngày mão thì nó lại phạm vào gì và ngày sát chủ vậy nên chúng ta không dùng được tiếp theo ngày cuối cùng chúng ta xét ngày thìn ngày thìn thì trực bế ngày giáp thìn ngày mậu thìn thì bị sát tập nhập trung cung, vậy nên là ngày giáp thìn chúng ta không dùng được. Nó không lợi về việc hôn nhân, tu tạo, khai an táng, khai trương nó không được tốt. Tiếp theo là ngày canh thìn, ngày canh thìn tuy có nguyệt đức nhưng lại bị nghi là ngày thiên địa chuyển sát, cũng không nên dùng. Đó. Còn ngày bính thìn, ngày bính thìn ngày nhâm thìn thì có hỏa tinh chỉ làm được việc nhỏ, còn việc lớn như là khai trương nhập trạch, động thổ đều không nên dùng. Như vậy là gì? Ngày canh ngày canh thiền này thì nghi là bị thiên để chuyển sát thì chúng ta không nên dùng. Còn ngày 16 ấy thì các bạn chỉ làm việc nhỏ thôi. Là ngày thứ cát. Kỵ nhá, ngày thiền kỵ này. Kỵ cái việc như là hôn nhân này, khai trương này, nhập trạch. Đó, kỵ ba việc là hôn nhân, khai trương, nhập trạch. Hôn nhân. Đó, khai trương. Nhập trạch. Nhập trạch vào nhà mới đấy thì các bạn không nên dùng ngày, không nên dùng ngày thiền này. Như vậy là gì? Trong cái tháng tươm lịch ấy, chúng ta sẽ có 3 ngày tốt. Ngày tốt đầu tiên là ngày nhâm ngọ là ngày mùng 6, ngày tốt thứ hai là ngày mậu tí là ngày 12 và ngày tốt thứ ba là ngày canh tí là ngày 24. Đó, chỉ là có 3 ngày tốt thôi. Vậy nên quý vị hãy cân nhắc và lựa chọn cho mình những ngày phù hợp nhất để chúng ta tiến hành công việc cho được thuận lợi và may mắn. Đó. Như vậy là tôi đã vừa sử dụng cái quyển sách ngày tốt tuần thư để tìm ra cho quý vị và các bạn về những cái ngày tốt nhất trong cái tháng trong cái tháng tư âm lịch năm 2023 năm Quý Mão. Quý vị muốn tham khảo thêm cách chọn ngày tốt thì quý vị có thể liên hệ trực tiếp với số hotline 0989 34 9119 để được tư vấn kỹ hơn về cái vấn đề này. Đó. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo. Xin cảm ơn.